Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi, Guitar Long. Và hôm nay thì em Long Bùi sẽ quay một cái video về những cái dòng bao mà bên Bùi sẽ làm cho dòng thùng mỏng 6,5 và 7,5 bên mình. Thì mình tính ra cái kích thước đó để mình làm ra cái dòng bao cao cấp cho mọi người ha. Thì cái bao này mình vừa làm cho những cây kết tôm bên tiệm của mình. Rồi anh em nào có nhu cầu mua thì có thể mua những cái dòng bao này đỡ ủng hộ cho bên mình chỉ làm cái logo đỡ phát triển thương hiệu thôi, chứ thật sự là bao này mình giờ họ gần như là mình chia lại cho mấy anh em rồi ha, cho nên những dòng bao rất là đẹp và cao cấp, giá chỉ có 500 ngàn thôi. Đây là dòng bao mình xem chữ gì vậy? Đây là dòng bao ni lông này, chữ sơn này. Đây là dòng thùng mỏng 7,5 ha. Mình làm 7,5, 6,5 đều đựng được hết. Mình sẽ bóc ra thử một cái cho mọi người xem ha. Đây. Rất là đẹp. Đó, nó có gói gói cơ ở trong luôn cho mọi người ha. Gói cơ cơ trong luôn. Đó. Phép material đồ mình cũng làm rất là kỹ càng. Mình đã dặn bên đội bao là may nó chung chung là nó tốt. Nó tốt nhất có thể cho mình đợi cho mình làm những cái cây đàn, nói chung cho nó chất lượng cho mọi người ha. Để mình lấy một cây thùng mỏng bên mình để mình đỡ vào thử cho mọi người nha. Đây, ví dụ mình lấy cây đây là cây 12 phím đúng chuẩn luôn. Ủa, classic này. Đó. Rất đẹp mọi người ha. Bao đây người ta cột đó, nó còn căng cái đường bao này. Đó. Mình ra cái dòng bao này chất lượng cho mọi mọi anh em đang dùng những cái dòng bao bên mình luôn. Đây là cái vai mang này. Đó. Đều bao mỏng này. Ha, đó không? Chất lượng đó cho mọi người chơi cái độ sốc. Đây đây tay sắt này, ok không, thấy rõ không em? Đây à, em đứng ở cái âm ly này, em đứng ở cái âm ly này em quay cho nó, em lấy được nó toàn diện cái này không? Đẹp không, thấy rõ đẹp không, rất là chắc chắn, rất là đẹp. Chỉ có 500k, 500 Việt Nam đồng cho một cái dòng bao của bên mình làm cho những cây kết tôm bên mình, anh em đang đặt đóng mình tặng cứ ra phân khúc bao mình sẽ tặng cho mọi người. Rồi anh em nào muốn mua bao đợi đựng cho những cây thùng mỏng của mình á thì cứ liên hệ với Long Bùi, thì cái này Long Bùi theo cái logo của Guitar Long luôn để làm để cho cái thương hiệu thôi, chứ thật sự là đã bán mấy cái này thì ở ngoài bán cao lắm, 750 đến 800 900 ngàn một bao ở mấy chỗ may á, thì nó có được giữa dây sắt và dây ni lông ha. Ví dụ như đây là dòng cái dòng này là dòng 350 này, thì mình sẽ may ra hai dòng được, một dòng 500 và một dòng 350k. Đây là cũng là dòng dây ni lông 350k này. Đó, 350k thì nó là 5 lớp, còn bao này gọi là bao hộp ha. Bao hộp là 500k ha. Đó, bao đây nó được mấy màu này. 350 là nó được mấy màu này, màu 350 được mấy màu, còn dòng 500 á. Dòng 500 thì mình chỉ may có là màu màu đen. Đây màu đen cho bao màu đen, đây là bao size lớn này, size size thùng chuẩn này, chuẩn lớn này. Đó, may ra rất là nhiều loại luôn. Màu đen là do những cái cây mà thùng chuẩn, ví dụ như này. Thùng form chuẩn đây, form dày đây là bỏ vào được hết ha. Có màu đen, có da bò, có. Đây, đây là chữ M này. M đây là bao 350, 350 thì nó có được màu đen này, da bò này, màu xám này và màu màu nâu. Thank you.
Đây bao đen, bữa giờ cái bao 500 này mình hết này. Bữa giờ bao 500 mình hết á, mình mấy người họ lấy màu đen mà mình hết sạch màu đen luôn á. Đó. Đó nó về lại rồi nha. Caramel cũng là đứng bán ở đây nên chỉ cho đại ca biết, đại ca bán 500 này. Đây, bao M này, thùng mỏng này. Đây là có nghĩa là mình sẽ đựng cho cây M này, là mọi người đựng cho được những cây dây sắt và những cây cây ni lông mà cần dài 14 phím của bên mình luôn, thì nó cũng có mấy màu đó, thì mọi người chọn thôi, rất là nhiều. Hiện tại thì đang kinh tế đang khó khăn, thời buổi khó khăn, bán ớ nhưng mà bao thì vẫn đầy đủ cho mọi người nha. Rất là hiện tại thì lượng bán ra thì bây Long Bùi đang làm cây, nói chung là khách Long Bùi là có rất là nhiều rồi, cho nên bán còn ở mấy shop mà của đại lý á, anh em than quá trời luôn, than mà hàng hói là hói đó. Để bao chị Sơ này, rất là nhiều, ví dụ người ta may 5-3 bao, 5-10 bao thôi, nhưng mà đây một lần là rất là nhiều để cho mọi người, mình làm ra cái logo thêu rất là nhiều. Đó, đây là bao M, đây là bao mỏng này, mỏng của thùng mỏng này. Đó, thùng mỏng, thùng dây là bên mình có đầy đủ, tại bên kho của mình là cũng có, bao kia cũng có đầy đủ rồi. Đây là bao hộp của chữ đây là bao M, bao thùng mỏng M luôn, của bao hộp loại 500 luôn này. Đó. M là cần dài á, 14 phím. Đó, đây số lượng bao đó là review cho mọi người, còn mọi người thích những cái dòng bao như thế nào nữa thì mọi người cứ thở là inbox cho mình. Ví dụ như đây là bao đây đó, màu xám đó, đây là bao đây, bao gì đây, bao thùng chuẩn hay thùng mỏng đây, thùng dày này, bao thùng dày này, bao này thùng dày đó, cái liệu màu của nó đó, thì nó có rất là nhiều màu để cho mình lựa chọn luôn, cho mọi người lựa chọn yên tâm ha, đầy đủ đó, chất lượng bao rất tốt, cái độ sốc chống sốc này rất tốt, và túi may rồi rất kỹ càng cho dòng thùng mỏng. Đợt này thì những cái cây từ 10.500 trở lên đó là mình đều tặng cho anh em cái bao này hết, dưới 10.500 là chỉ có là dòng bao 350 thôi, mình sẽ tặng cho anh em bao 350.000, còn trên 10 triệu á là mình sẽ tặng cho anh em bao 500.000 ha. Đó. Rồi, mình bao nó mới về thì Long Bùi làm cái clip nhỏ nhỏ như thế này để cho anh em ở cả nước mình có thể theo dõi được, để ủng hộ cái dòng bao bên mình, tại vì cái dòng bao này mua ở bên ngoài thì mình biết là giá rất cao, nhưng mà chất lượng về cái dây khó đường may tới quai mang rồi nó không có được chất lượng lắm, cho nên Long Bùi bay lên để cho mọi người xem ha. Rồi, ai cần thì có thể đến cơ sở sản xuất đèn Vita Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức để mua hàng nha mọi người. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Mọi người cứ kết bạn vào Zalo số điện thoại 0987646639 của em Long Bùi đã được tư vấn và đặt hàng. Chỉ cần gửi vào địa chỉ số điện thoại rõ ràng cho mình là sẽ ship cho mọi người ha. Tiền ship thì nó tầm rơi vào tầm khoảng, nếu mà đi tỉnh khoảng 40-50 nghìn một lần ship đó. Cây này của cây này nè, ví dụ như cây này là ở đâu đây gửi vào để sửa này, cây này là gửi vào mà kết bạn Zalo, nhắn tin bên Zalo cho mình đó. Ở đây ở xa lắm, cái này là ở đâu đây, ở đây. Bạn nào đang xem cái kênh YouTube của mình mà đang gửi cái cây đèn này vào á thì có thể nhắn tin lại cho mình nha. Zalo của mình nó trồng rất nhiều, mình hiện bây giờ mình không có tìm ra được. Đây là Ngọc Tiên nha, bạn Ngọc Tiên nha, ở Kỳ Anh Hà Tĩnh, ở ha Kỳ Anh Hà Tĩnh nha. Đây có số điện thoại, này có số điện thoại, có số điện thoại, ok có số điện thoại, mình sẽ gọi điện lại. Đúng rồi, mình sẽ gọi điện đỡ mình lấy cái đèn này bị bỡ mặt cho nên mình phải thay mặt, thì ở Hà Tĩnh gửi vào cho mình sẽ gọi điện ha. Rồi, clip của em Long Bùi xin được kết thúc ở đây, xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau của em Long Bùi ạ.